Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội cựu chiến binh thành phố Ninh Bình làm theo lời Bác. Thu mật từ hương biển cho thu nhập cao tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Những năm gần đây, nhiều diện tích chuyển đổi ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho giá trị kinh tế cao, đem lại cuộc sống đầy đủ cho người dân. Toàn xã có trên 320 mẫu chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây ăn quả, cây cảnh. Với các loại cây chủ lực là ổi, quất cảnh, cho thu nhập cao và ổn định, tập trung ở thôn Trấn Đông, Ngân Hạnh và Hòa Mục. Nhiều thôn 100% diện tích đất nông nghiệp đã được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây cảnh như thôn Ngân Hạnh và Hòa Mục. Nhiều gia đình chuyển đổi diện tích nhiều từ 1 đến 2 mẫu như hộ anh Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Huy, Trần Văn Bắc. Đối với những hộ trồng ổi, trung bình một sào trồng được 40 gốc ổi, mỗi năm thu hoạch 3 vụ chính, năng suất ước đạt gần 10 tấn quả một mẫu qua mỗi vụ thu hoạch. Trừ chi phí, các hộ dân thu lãi từ 120 đến 150 triệu đồng một mẫu trên năm. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Hội cựu chiến binh thành phố Ninh Bình không ngừng thi đua phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào tại địa phương. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Mô hình trang trại nuôi thả cá tổng hợp của Hội cựu chiến binh phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Khác với những mô hình trang trại chăn nuôi thường gặp, tại mô hình này, một nhóm các cựu chiến binh đã tận dụng 3,6 hecta diện tích mặt nước của hồ điều tiết nước trên địa bàn tiến hành nuôi thả cá. Ý tưởng này được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương, vừa cho giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm cho một số lao động tại địa phương, đồng thời góp phần bảo vệ hồ. Đối với gia đình chúng tôi thì cũng tạo điều kiện có thêm việc làm cho 5-6 hộ. Thì mỗi một năm thì mỗi nhà cũng mỗi một lao động thì mỗi một tháng cũng được. Chúng tôi yếu rồi thì thôi 3-4-5 triệu là được rồi. Một năm cái sản lượng thì ở đây thì cũng được độ khoảng 25 tấn. Chúng tôi chỉ nuôi bằng cơm nguội, cơm thừa. Cho nên là cái cá đầu ra nó dễ bán. Đây là một trong nhiều mô hình tận dụng tốt tiềm năng thế mạnh tại địa phương của những người cựu chiến binh trong phát triển kinh tế. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cấp hội cựu chiến binh thành phố Ninh Bình triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực như thế, hiệu quả trong cuộc sống, tránh hô hào khẩu hiệu, hình thức. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy sự đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội trong thời bình. Năm 2018, Hà Nam đã triển khai xây dựng hai mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ sông trong ao với tổng diện tích ao nuôi là 5,8 hectare. Lần đầu được triển khai trên địa bàn tỉnh, mô hình nuôi cá sông trong ao không chỉ cho năng suất rất cao, bình quân đạt 15 tấn một bể nuôi, tương đương với 30 tấn một hecta, gấp từ 5 đến 6 lần năng suất nuôi truyền thống, mà còn cho chất lượng sản phẩm rất tốt và đạt an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đánh giá, việc chăm sóc quản lý ao nuôi được các hộ tiến hành theo quy trình công nghệ đã được tập huấn chuyển giao, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của đề án. Hệ thống sông trong ao có thể chủ động sử dụng nguồn nước tại chỗ, không phụ thuộc nhiều vào nguồn nước cấp bổ sung, nước trong ao không cần thay thế mà có thể sử dụng tuần hoàn liên tục nhiều năm từ 8 đến 10 năm, khắc phục được tình trạng khó khăn về nguồn nước cấp của nhiều vùng nuôi trồng thủy sản hiện nay. Thay vì phải thay nước, hệ thống này không thay và thải nước ra ngoài, tránh được lây lan mầm bệnh sang các ao nuôi khác và ra môi trường xung quanh. Tuy nhiên, mô hình nuôi cá sông trong ao cũng đòi hỏi một số yêu cầu, điều kiện cao hơn nuôi thông thường, đó là yêu cầu về diện tích ao nuôi lớn tối thiểu 5.000 m2, độ sâu mực nước tối thiểu 2 m mới xây được một bể nuôi. Vị trí ao nuôi, cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, yêu cầu cao hơn nuôi thông thường, suất đầu tư lớn, khoảng từ 700 đến 800 triệu đồng một bể nuôi, trong đó chi phí xây dựng, máy móc, thiết bị khoảng 200 triệu đồng một bể, chi phí vận hành, vật tư, thức ăn con giống từ 500 đến 600 triệu đồng một bể. Trình độ kỹ thuật quản lý của người nuôi cao hơn, việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, vận hành nghiêm ngặt. Ngoài ra, do hệ thống vận hành liên tục, cần phải bảo dưỡng thường xuyên, nên bắt buộc phải có máy phát điện, thiết bị dự phòng để thay thế khi gặp sự cố. Trên cơ sở những kết quả bước đầu từ mô hình điểm, ngành nông nghiệp sẽ tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm cụ thể để áp dụng cho các mô hình tiếp theo được nhân rộng trong năm 2019.
sau gần 3 năm khắc phục khó khăn, thực hiện các bước sản xuất theo đúng quy trình Việt Gáp. Đến thời điểm này, mô hình trồng ổi xen canh với rau xanh trong nhà màng của gia đình chị Lương Thị Cúc ở thôn Mạc Thủ, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã dần khẳng định được hướng đi đúng. Cách đây 3 năm, khi quyết định tham gia chương trình Việt Gáp, chị Lương Thị Cúc không hề nghĩ rằng mô hình trang trại của mình sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về trồng trọt như vậy. Chỉ đến khi gần 1 tấn ổi đầu tiên xuất cho đối tác bị trả về do có tồn dư hóa chất không đúng với quy định thì chị Cúc mới thấm thía những yêu cầu nghiêm ngặt cần phải tuân thủ khi tham gia vào chương trình này. Tuy nhiên, đây cũng là bài học để chị Cúc bước vào quá trình sản xuất nông nghiệp sạch một cách bài bản, có quy mô và bền vững. Đi lên từ cây ổi, song bước đột phá của gia đình chị Lương Thị Cúc đang kỳ vọng vào diện tích 5.600m2 nhà màng vừa được ngành nông nghiệp hỗ trợ lắp ráp đầu năm 2019. Theo chương trình này, chị Cúc thực hiện quy trình trồng các loại rau sạch cung cấp cho đơn vị bao tiêu là công ty Vinaco chuyên cung cấp rau sạch cho hệ thống các siêu thị trên toàn quốc. Khi em tìm hiểu được thì em cũng nắm được là bây giờ mình đang vùng trọng điểm của cây ổi. Em sẽ quy hoạch cái khu này là của em là trên hơn 2 hecta thì em sẽ quy hoạch ra một nửa trồng rau và một nửa em trồng ổi. Khi trồng ổi thì em sẽ trồng theo định hướng hữu cơ và quy hoạch thành một vùng để có thể là tham quan du lịch sinh thái, trong đó có theo hệ thống VAC. Mô hình phát triển sản xuất xen canh theo quy trình Việt Gáp của gia đình chị Lương Thị Cúc đang dần mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm thay đổi diện mạo cho vùng quê vốn đã quen với cây ổi truyền thống. Những cánh rừng xú vẹt ven biển Cồn Đen, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình không chỉ tạo cảnh quan đẹp, bảo vệ môi trường mà còn giúp làm ra những giọt mật ong vàng óng, đậm đà hương biển. Nhờ việc làm ra những giọt mật ong vàng óng đậm đà hương biển, từ việc cho đàn ong của gia đình mình đi kiếm phấn hoa sú vẹt làm mật ngọt tại các cánh rừng ngập mặn, đã giúp cho gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cứ vào tháng 4, tháng 5, mùa hoa sú vẹt nở, anh Nguyễn Văn Hiếu lại đưa đàn ong của mình về đặt dưới những tán rừng phi lao ngoài đê biển Cồn Đen. Vụ đầu tiên là hoa vải đến hoa nhãn và cuối cùng mình đến về đây là một sú vẹt. Được cái là tỉnh mình có cái rừng tự nhiên này và cái mật đây là cái hoa phong phú mà không bị nhiễm một cái nhiễm ví dụ như là thuốc bảo vệ thực vật. Đây một vùng này nó biệt lập, đây là một vùng sinh thái biệt lập. Thế nên chúng tôi đem ong ở đây thì con ong nó sẽ là được tốt hơn ở những nơi khác. Đến nay, tại Cồn Đen, anh Hiếu đã có hàng trăm đàn ong cho hàng nghìn lít mật mỗi vụ. Nhờ có bí quyết riêng trong việc chọn giống, chăm sóc và kiểm tra phòng bệnh thường xuyên, nên đàn ong của anh không những cho mật nhiều mà chất lượng mật cũng đảm bảo. Nhờ công dụng dùng làm thuốc chữa nhiều loại bệnh, nên sản phẩm mật ong hoa sú vẹt của anh Hiếu được thị trường rất ưa chuộng. Không chỉ nuôi ong lấy mật, anh Hiếu còn hướng đến phát triển việc nuôi ong gắn với du lịch sinh thái. Cách làm của anh Nguyễn Văn Hiếu không chỉ giúp tận dụng lợi thế rừng ngập mặn tự nhiên của quê hương cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 15 đề ra về việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, xây dựng mô hình chăn nuôi, sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Vinh của gia đình chị Nguyễn Thị Luyến ở phường Nhân Hòa thành lập đã 10 năm nay. Hiện tại công ty đang cung cấp gần 4.000 suất ăn cho công nhân mỗi ngày. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc được chị đặt lên hàng đầu. Nhận thức được những các cái cam kết mà mình đã ký kết với cả nhà máy thì bên tôi ngay từ đầu đã xây dựng cái xưởng cơm của tôi là theo nguyên tắc một cái chiều và công nhân ấy thì là sẽ được bên chi cục về tập huấn. Nguyên liệu đầu vào của bên tôi là phải kiểm soát là chặt chẽ ngay từ các nhà cung cấp phụ. Là phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, xây dựng mô hình chăn nuôi sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mỹ Hào đã tổ chức cho 250 thành viên ký cam kết, tập huấn cho 250 đại biểu về luật an toàn thực phẩm,
450 đại biểu về quy trình trồng trọt nông sản an toàn. Hội còn tổ chức nhiều cuộc vận động, mô hình hay như câu lạc bộ phụ nữ sản xuất kinh doanh, chế biến an toàn thực phẩm, câu lạc bộ nữ tiểu thương văn minh. An toàn thực phẩm đang là một vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm và là một trong các khâu đột phá mà Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đang tập trung chỉ đạo. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã sẽ tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ các cái quy định của pháp luật về vấn đề an toàn thực phẩm, hướng dẫn hội viên phụ nữ lựa chọn các thực phẩm đảm bảo an toàn và xây dựng các cái mô hình cũng như là nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền trên địa bàn thị xã nên nhận thức của hội viên phụ nữ về việc sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn ngày một nâng cao, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sạch đã phát triển và mở rộng đáp ứng nhu cầu, góp phần đảm bảo sức khỏe của bà con nhân dân. Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh vừa kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Từ đầu năm đến nay, hai huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc đã xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tháng hành động năm 2019. Hai huyện cũng đã quy hoạch vùng rau quả an toàn, quy hoạch chợ, khu chăn nuôi, giết mổ, tổ chức triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đề nghị huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc khắc phục những hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân và tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm đối với sức khỏe. Những năm qua, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, các trường có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh còn đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Mục tiêu giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập, tạo niềm tin, sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Huyện Lương Tài có gần 9.000 học sinh ở hai bậc học mầm non và tiểu học, được duy trì công tác bán trú mỗi năm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường này, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác tổ chức ăn bán trú, thì công tác kiểm soát thực phẩm ngay từ đầu vào cũng như tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị cung cấp thực phẩm cũng là những vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm. Để trẻ em được phát triển một cách toàn diện, cần có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ hơn nữa giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Các trường học cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý khi có tình huống xảy ra. Những năm qua, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế học đường, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Bên cạnh việc thu và đóng bảo hiểm y tế cho trẻ để đảm bảo các quyền lợi cho trẻ khi đi khám bệnh, các trường mầm non chủ động phối hợp với trạm y tế của địa phương, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, ban chăm sóc sức khỏe học sinh, các nhà trường đề ra nhiệm vụ cụ thể trong từng học kỳ. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tuyên truyền chỉ đạo các nhà trường thực hiện đầy đủ các tiêu chí và tổ chức đánh giá xếp loại y tế học đường là một tiêu chí xét thi đua hàng năm. Để công tác y tế trường học được nâng cao, Phòng Giáo dục thành phố Chí Linh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế trường học, để mạnh tuyên truyền xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đầu tư xây dựng bếp ăn bán trú một chiều, nhà vệ sinh, hệ thống vòi nước rửa tay và hệ thống thoát nước tại các trường mầm non theo quy định. Từng bước nâng cao chất lượng y tế học đường, không để phát sinh dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, là chiến sĩ thi đua nhiều năm liền, cô giáo Vũ Thị Thu, sinh năm 1989, phó bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, còn là một cán bộ đoàn năng nổ, đầy nhiệt huyết và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động đoàn. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo Vũ Thị Thu đã về trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám công tác, tham gia giảng dạy môn sinh học. Với trăn trở làm sao để các em học sinh vừa tập trung học tập mà vẫn hứng thú khi tham gia các hoạt động đoàn, cô Thu đã phát động nhiều phong trào thiết thực, cụ thể và gắn với việc học tập. Một trong số đó là phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Cô đã cùng với đồng nghiệp và học sinh thực hiện đề tài xây dựng quy trình trà túi lọc từ cây vối nếp và giành giải khuyến khích của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Ngoài ra, cô còn vận động các đoàn viên, thanh niên và học sinh trong trường tham gia xây dựng các công trình thanh niên, đóng góp trên 10 triệu đồng để xây bể bơi cho thanh thiếu niên ở xã Hải Triều. Khi mà em mới lên cấp 3 thì rất may mắn khi được học cô Thu ngay từ lớp 10 học môn sinh của cô, thì em đã rất là ấn tượng với những bài giảng của cô, đặc biệt là khi học tập ở trường thì em cảm thấy rất hứng khởi khi được tham gia các hoạt động đoàn của trường. Ví dụ như là kể chuyện, học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, hoặc là
cuộc thi vẽ tranh về ngôi trường, cuộc thi nấu ăn. Và khi tham gia vào những hoạt động này thì em cảm thấy là em được thoải mái hơn này, được thư giãn hơn sau những giờ học căng thẳng. Và đặc biệt là em được hoàn thiện và trau dồi những cái kỹ năng mà mình còn thiếu, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và giúp em tự tin hơn rất là nhiều trong cuộc sống. Trong công tác giảng dạy, bên cạnh việc dạy học tích hợp liên môn và giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, cô cũng luôn khuyến khích học sinh mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi và tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về giới tính và sức khỏe sinh sản của trường để giúp các em có thêm nhiều kiến thức, tránh xa các tệ nạn trong xã hội. Đồng chí Vũ Thị Thu là một trong những giáo viên trẻ có rất nhiều những cái cố gắng và sự nỗ lực tham gia trong các hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động đoàn thể. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn đổi mới, đồng chí đã có nhiều những cái sáng kiến trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt là hoạt động của đoàn thanh niên. Với cương vị là phó bí thư của đoàn trường thì đồng chí đã đưa ra rất nhiều các cái mô hình và hoạt động mới hiện nay, như là các cái phong trào của huyện đoàn và tỉnh đoàn tổ chức, góp phần nâng cao cho các cái thành tích mà đoàn trường đạt được hiện nay. Được công nhận là một trong những đoàn trường mạnh nhất ở trong huyện. Không chỉ vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, là cán bộ đoàn nhiệt huyết, cô giáo Vũ Thị Thu còn luôn sát cánh với học sinh từ việc học tập cho đến tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong học tập. Với những thành tích đó, vừa qua cô Thu được tỉnh đoàn tuyên dương và trao danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm học 2018-2019. Trồng hoa cây cảnh thay thế cho cỏ tại ven đường, mô hình này hiện đang rất thành công trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, những con đường hoa này đều được xây dựng lên bởi đôi bàn tay của những người phụ nữ. Đó là mục đích của việc xây dựng lên những tuyến đường hoa. Từ khi được triển khai đến nay, xã Độc Lập như khoác trên mình một diện mạo mới. Nhiều con đường đầy cỏ dại đã được thay thế bằng những thảm hoa rực rỡ. Để hình thành và duy trì cần rất nhiều thời gian và công sức. Song cứ nói về những con đường hoa thì các bà, các mẹ không giấu được nụ cười. Sau hơn một năm triển khai, đến nay mô hình tuyến đường hoa đã thực sự lan tỏa đến từng thôn xóm và các hộ dân. Những con đường hoa đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp mỗi người có ý thức bảo vệ môi trường, tô điểm cho bức tranh làng quê thêm rực rỡ, đầy sức sống. Để giảm thiểu lượng rác thải tập kết và bảo vệ môi trường, các hộ dân thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên thực hiện phân loại và xử lý một phần rác thải hữu cơ tại gia đình. Năm 2017, xã Lý Thường Kiệt được huyện cấp cho 320 chiếc thùng phân loại và xử lý rác thải hữu cơ, trong đó thôn Đồng Mỹ được cấp hơn 100 chiếc. Sau gần 2 năm đưa vào sử dụng, thùng xử lý rác thải các hộ dân áp dụng đúng và hiệu quả. Tại đây, rác hữu cơ được phân loại và đưa vào thùng. Sau một lớp dày từ 30 đến 50cm thì tưới thêm 0,5 đến 1 lít dung dịch chế phẩm phân vi sinh. Khoảng 30 ngày, rác thải sẽ phân hủy thành phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Đối với các hộ nuôi gà vịt, cùng với việc phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải từ chăn nuôi cũng đều được ủ với men để làm phân bón cho cây trồng. Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương phối hợp với xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang, phối hợp phát động phong trào chống rác thải nhựa và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, học sinh hãy nhận thức sâu sắc và có những hành động cụ thể để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông đối với môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đến từng hộ gia đình, các khu dân cư, chợ, siêu thị, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là các loại túi nhựa, túi ni lông khó phân hủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sử dụng và tái chế, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở thu mua tái chế phế liệu nhựa, các cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa và túi ni lông, tập trung giải quyết triệt để các cơ sở gây ô nhiễm đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống của người dân, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa và túi ni lông, cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng và thực hiện tốt các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đi vào hoạt động từ năm 2003, Tổ tự quản về an toàn giao thông xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã góp phần giúp cho tình hình an toàn giao thông trên địa bàn được cải thiện. Tổ tự quản an toàn giao thông của xã Vũ Quý có 22 thành viên, đều là những cựu chiến binh. Đều đặn sáng thứ hai đến thứ bảy hàng tuần,
tổ lại có mặt phân luồng đường giao thông tại 3 điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc trên địa bàn xã. Tổ tự quản cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức cho các thành viên được tập huấn kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.